Kỳ siêu đó có chữ hương linh ký danh ký cốt ký ảnh tài.
Ô vì là đăng kỳ công đức ca không giàu
phủ hợp nơi ai chiều đến bậc nhất thiết tri đức Như Lai xem biên. Thế giới đó đem giữ
lắm mộng mà các thứ nghĩa cùng cho nhờ nước vừa độ dừng lại đều tươi tốt càng tùa ngày đều xuân sẽ mừng mấy cái mưa xuống nước mưa tùng một vị mà có cây lưng đơn theo mọi thứ lộn dụng tất cả các giống cây ai lửa chung cùng ngàn điều là thân nữa cả bóp tăng nhánh và lá rõ bông trái sắc vàng một trận mưa rơi lớn hay có điều tầm mưa theo thể thương bố nó thanh loại chia lớn nhỏ cô ấy giờ được thầy tôi nói bài
cõi vô lượng đại quang của các đức Phật ở đời tận lúc sau đã thành và hiểu là quang minh. Khi chí minh hành lúc tiền thể thế gian giải vô thượng sẽ điều cử trữ của tiên nhân sự hợp để con đức tên là quang đức kiếm tên là đại đăng nghiêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đường giữa núi bao đêm. Ta nghe lạc tử giữa chúng sạch nào nào được tay phóng lại chẳng đưa mến Phật hạ trong cõi đó đồ Phật vô lượng dụng trong pháp hội của Phật các Bồ Tát đông nhiều. Người này rồi sẽ đặng gặp các
đạo chúng tánh văn vô lượng vô số các sông hàng đủ quả minh sáu không bồ đề năm vô số bi vờ lòng bình tâm ở nơi trí huệ hợp đều không hề tối chuyện sau khi vỡ diệt đời kia lừa ba bổn như thế các đệ tử của ta vượt qua ấy đức đầy đủ số đó 500 người ta đều sẽ họ khi ở nơi đời vị này ba cùng người các báu đời như các chân như ta nay sẽ thuộc nơi các công kéo bánh nghe ma ma bát nhật ma ma mật đa lâm kinh quan tự tại bồ tát thành tâm bát nhã ma mật đa thời hiệu kiện không phật gia không thời sắc đức thì công phong tướng thì sanh phò tử thành đức chỉ phù như thầy cơ sanh đức chỉ bậc đó bất tình bậc tăng bất giả tỷ cố vận dụng vô sanh phù thọ tử thành đức vô nhãn nhĩ thì tận ý vô sanh tình cư vị dục bằng người trong thế giới đều thương nhau cùng niệm Phật.
từ người hoạn nạn cũng như tướng mình. Dừng video clip tại đây, hẹn quý anh chị vào một video clip tiếp theo. Bye bye.